Chào mọi người nhé, em về thì có con này, con Ryobi 3435 ha. Đẹp lắm, này vệ sinh ra đẹp cực kỳ luôn. Này em chưa vệ sinh hết nha, buồn trắng sáng. Con này hơi chắc, chắc kịch. Mọi người, dòng này thì em nói nhiều rồi. Nó cùng phụ tùng với cái con mấy con Echo trắng GC351 đồ á mọi người ha. Nó cùng một loại nha. Này nó mắc một con ốc. Này để em cho thêm con ốc nha. Đẹp không? Ui, chuông vệ sinh vàng. Ui, cái lóc này. Người coi cái lóc này dùng được mấy lần rồi. Cái lam zin của nó, nhưng mà cái lam này hư rồi. Lam nhông mà cái nhông trước nó hư rồi mọi người. Thì em sẽ lắp cho cái bộ lam xích khác nha. Bộ lam xích bại khác cho mọi người nha. Con này. Ui, nó còn xanh này mọi người ơi. Để coi tứ bơm lên coi nổ chuông còn này, chuông còn khá mới, đã bơm xanh lên coi thử. Ui, nó nổ luôn kìa. Mới tên này. Lóc có đẹp lắm, lóc như một lóc mới vậy. Rồi con này em gắn cho bộ lam xích bại khác nha. Cái lam này nó hư, này nó chạy xích tích mốt, xích chung. Con này hơi căng lắm nha, này hơi cực kỳ căng, này hơi nó khó phải bàn luôn. Công tắc độ để coi lọc gió đâu còn. Ui, nó mới này. Ui. Ôi ui. Thấy rồi luôn. Nó mới. Ui. Ôi, con này em để cho 1 triệu 1,8 triệu nha, 1,8 triệu không bao ship. 1,8 triệu không bao ship, chưa dọn nha, còn sang nội.